Úc Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem. Hôm nay mình có một số cây phôi sơn trà giao lưu đến mọi người. Cây đầu tiên là cây sơn trà mã số 1. Một cây rất là cao to. Giá giao lưu là 900, mình bao ship. Cây có hoành rất là to. Chiều cao tầm 60. Cái này có thể chơi được hai mặt. Phần dưới gốc có một cục đá nhỏ. Cây ngậm đá rất là cứng. Tiếp theo là cây sơn trà mã số 2, giá là 320, mình bao ship. Một cây mini có bộ đế rất là hay. Thân lắc lượng, nhìn cây rất là già. Cây này chiều cao tầm 30. Một cây phôi mini rất là tương lai. Tiếp theo là cây sơn trà mã số 3, bao gồm hai phôi, giá giao lưu là 350 bao ship. Cây này cao tầm 25. Và một phôi cao tầm gần 40. Cây nhìn rất là già. Tiếp theo là cây sơn trà mã số 4, giá là 350, mình bao ship. Một cây phôi to, giá mềm, anh em dễ sưu tầm. Cây có chiều cao tầm 50. Một cây sơn trà mã số 5, giá là 420, mình bao ship. Cây có bộ cốt rất là to, chiều cao tầm 50. Và cây cuối cùng trong clip là cây sơn trà mã số 6, giá là 650, mình bao ship. Cây thần đế rất là đẹp. Chiều cao tầm 60. Thân nhìn rất là già. Có bộ đế tỏ đều rất đẹp. Mình xin kết thúc video tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và đây cũng là số Zalo của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video.